Làm gì đó giận hả? Biết chứ, muốn giận đó phải không? Giận. Giận đó làm sao, đừng cho mưa tạt cái gì. Thì hiện tại bây nhà mình là dựng mấy tấm tôn lên với con bác với anh chị. Không có tiền gáo luôn, không ăn luôn hả? Lại ngày mà ăn cỡ cơm phải không? Mày dính đấu nước hay sống phải không? Thì hiện tại thì trước cổng của ngôi nhà hoang này cũng có trồng là một cái cây mai là trứng thủy đó, nhìn rất là đẹp nha quý con bác quý anh chị. Xung quanh bên ngoài thì cũng có là hàng rào sắt nè. Hàng rào sắt này xây cũng rất là kiên cố nè. Mà chủ thì không có ở đây, bỏ ngôi nhà hoang này cũng rất là nhiều ngày. Thì có một thiếu nữ là khoảng 19 20 tuổi gì đó là sinh sống ở đây, đối với con cô bác của anh chị. Thì trước cổng thì cũng có là rất là nhiều là gạch đá nha. Cũng có các bàn cây đúng con bác của anh chị. Cái bàn này rất là cũ kỹ nha. Cũ kỹ của con bác của anh chị. Đây là cái lu nè. Sau đây mình tiến thẳng vào bên trong để mình chia sẻ cái ngôi nhà hoang này lên cho tất cả các cô chú và anh chị cùng xem. Đi thẳng vào trong đi em, ở trong đi. Anh tên là Thiết Trần nè. Thì hiện tại thì khu vực ở trong cái ngôi nhà hoang này nhìn cũng rất là hoang sơ đúng không con cô bác quý anh chị, rất là sơ sát luôn nha. Thì hiện tại thì thiếu nữ là đang đứng đây nè. Em nói kể thể cài cái này lên áo em nói chuyện chút không em nha. Em cầm cũng được mà. Em chào em, thì trong mấy ngày qua thì cũng có gặp em ngoài đường thì ngồi ngoài vỉa hè đó, nhìn cũng rất là đáng thương và tội nghiệp đó, ngồi trên vỉa hè đó ngồi làm gì đó với em lúc trước á. Em có thể giới thiệu tên tuổi cho mọi người biết được không? Tên BB ha. Nhìn cũng rất là xinh xắn và dễ thương nha. Hiện tại em gái là BB với con của bác của anh chị. Thì ngày hôm nay mình xuống đây để mình quay video cận cảnh chia sẻ lên cho tất cả các cô chú cùng biết nha. Đây BB nè. Em ở trong ngôi nhà hoang này lâu chưa em? Ở đây bán nhiều năm rồi? Mười mấy năm rồi hả? Thì ở đây em có làm gì sống không? Nghỉ làm hả? Thì lúc trước em làm cái gì? Làm tóc hả? Học ra nghề chưa? Ra lâu rồi. Ra lâu hả? Thì hiện tại thì em có anh chị em gì không? Con mình hả? Mà em nay nhiêu tuổi rồi Vy? 25 hả? Thì Vy này 25 tuổi, con của bác với anh chị. Cầm này nói chuyện chút đây nè, mít nè, nói chuyện lớn chút em, nói chuyện nhỏ lắm. Em cài giống anh vậy nè. Ngại hả? Cài nói chuyện cho nó rõ chút kia mà đâu có gì đâu ngại em. Tại thấy em dễ thương quá thì em xuống đây để quay mà tìm hiểu hoàn cảnh em thế nào, có gặp khó khăn cho đem giúp đỡ em vậy mà. Giúp đỡ em để mà em có cuộc sống được tốt hơn em ạ. Mà ở đây ngôi nhà ăn của ai? Của em là của ai? Ai biết đâu. Biết về đây chứ biết của ai. Của người ta bỏ lên cho em ở phải không? Của em. Của em hả? Nhưng mà em ở đâu hả cô? Mà cô là mẹ của baby hả cô? Mẹ ruột hả? Mà cô được mấy người con lên cô? Ba đứa con nè. Thì Bi là thứ mấy cô? Thì hiện tại mình vô cái phòng Bi ngủ này của con của bác của anh chị. Vy ngồi trong đây với con bác anh chị. Dạ, sửa sửa chữa cái nhà nữa hả cô? Em ngủ trong đây hả Vy?
Hiện tại trong đây là cái chỗ ngủ của baby của con, bác có thể chăm sóc ở đây được không? Có ngại không? Thì có chứ, em cặn nhiều, cho tiền em để em ăn phải không? Thấy không? Em muốn ăn cái gì? Ngoài chơi thì em quay giới thiệu một chút này chơi nè, cho em chăm luôn nè, đó, cho bạn chăm để uống nước nha. Thấy xinh xắn quá vậy, nói chuyện chút cũng được cái mà. Thì hiện tại thì ly của bi uống nước con quá của anh chị nè, ly nè đủ thứ hết trơn. Còn cái này là gì em? Cái này là bông hả? Thì bông baby thì đặc biệt là hiện tại baby là cũng có rất là nhiều cọng của con của bác của anh chị. Còn để làm gì vậy em? Mua hả? Mua ngoài là lộn. Mua hả? Trời, mua mà dữ vậy. Để em ngồi đem quay sơ lược các ngôi nhà cho tôi cô chú xem. Để anh ngồi đây để đi quay sơ lược cái xung quanh ở bên ngoài cho tất cả các cô chú của anh chị xem nha. Thì hiện tại khu vực bên ngoài của ngôi nhà bi não con bác của anh chị, ngôi nhà hoang này rất là sơ sát luôn nha, hoang tàn luôn. Ở đây là trời mưa thì chắc dột lắm hả bi, mưa dột không? Mưa đang ngủ này được không? Không được luôn hả? Mưa chắc ngủ không được của con bác của anh chị. Hiện tại BBB đây nè. Thì em ở đây thì em sống đây, ăn uống sao BBB? Ai nói coi em ăn. Em có ăn thì ăn gì? Ăn cơm tiệm không phải không? Làm nè. Mà tính làm gì? Không biết làm có tiền làm rồi. Ra đây ngồi chờ chuyện chút thôi, ghế kìa ngồi chuyện chút thôi. Đánh quay nổi thăm mà tắt. Thôi, thấy em dễ thương quá, hỏi thăm mà. Dạ muốn xin việc làm ở đâu? Không giới thiệu cho. Không ai nhận hả? Rồi tao nhận nha, làm nổi không? Nổi. Nổi hả? Có gì đâu, đến quay mình hỏi thăm, mình chia sẻ làm cho tất cả các chú biết giùm em. Có gì đâu, anh quay em mà đâu thấy hình đâu, anh quay chia sẻ lên mà anh quay thấy hình em chứ. Tỉnh nổi chuyện chút em. Ở đây nóng rồi bê. Thấy đây nóng không? Nóng, có con chó không? Không hả? Mấy em anh tên Thiết. Thiết nè, nhìn tao thấy rồi đó. Dạ Thiết Trần hả cô? Tên Thiết Trần. Thiết em trong ngồi nghỉ đi một chút rồi muốn ăn gì anh mua cho ăn, trò chuyện chút chứ mà. Thì hiện tại bên trong ngôi nhà IP là gắt bề bộn của con bác của anh chị nè, mùng nè. Sáng giờ ăn cơm nước chưa BB? Thì ngồi lên chút đi. Tính sáng giờ ăn cơm ngủ sáng giờ luôn hả? Đi chứ, chút đi đi. Để anh quay 8-9 phút rồi để đi ăn phải không? Đi 1 phút được rồi. Quán nào? Sao quay em hối không vậy? Thì hiện tại mình tiếp cận Abi rất là khó của con bác không chị? Abi không cho quay luôn, quay mới 8 phút mà Abi gọi tắt không à. Nhìn mặt đồ rất là xinh xắn của con bác của anh chị ơi. Dễ thương quá ha. Thì em trang điểm gì ra đường tán nhìn em không? Có hả? Lên tao nói sao? Nói xinh hay sao? Xinh xinh xắn phải không? Thấy lạ vậy không? Mà trên trán em xăm cái ngôi sao vậy lạ vậy Abi? Có ý nghĩa gì không? Mấy nghĩa gì? Tự động làm xong phải không? Xong nó đẹp đó là sao? Có mà có. Còn cái dòng của Bi là mua hay là ở đâu? Mua hay là tặng? Mua hả? Hiện tại đây Bi với con bác của anh chị. Nhìn cũng rất là đáng thương và tội nghiệp luôn nha. Đây đêm có đèn không Bi? Dạ. Có đèn hả? Đèn này là chủ nhà hoang này cho em ở đây luôn phải không? Đốt sáng được phải không? Nhà của em. Nhà của em hả? Để sửa là không
Vậy là cái này có nhà của em. Phá là đập banh cho dân nó về em ở luôn hả? Tại vì em ở đây nhỏ lớn. Nhỏ lớn luôn hả? Ừ. Nhưng bây giờ tại em không có tiền thôi. Ở đây với mẹ là với ai? Ở có mình. Có mình à. Ừ. Còn mẹ em đâu? Không có chung ở mình. Không biết nữa. Không biết mẹ em luôn hả? Ừ. Chỉ vậy thôi. Chứ giờ em không có làm gì đâu. Cái này muốn cần Mạnh Thường Quân giúp đỡ em gì không? Mạnh giúp gì được rồi, giúp ông nội. Như giờ ta ở đây ai giúp ta đâu? Không có luôn hả? Vậy là chưa ai giúp em chứ cái gì chứ đúng không? Tiền nhà không có, chứ không tiền ai giúp luôn. Này nó trước là cha mẹ em xây cái nhà này là sao? Thằng nào xây em biết. Em biết. Tại vì em ở đây mà. Em biết giờ rồi, em biết giờ. Cái này là mấy... Đâu có chặt hết hơn mẹ rồi, đâu có ở được đâu. Đâu em chỉ anh coi em nó đập cái nào đâu. Bữa đập vô nhà đâu? Đâu có vỏ đâu, đâu. Nó đập mà đó chống lỏng vậy luôn hả Bi? Nó đập rồi em có la không? Không, bữa không biết ai dẫn đâu mà không có chỗ lại gì đâu. Mà lúc trước đó em có nhà đâu mà nó đập. Gì? Lúc trước á. Ai biết đâu. Em đâu biết mấy này đâu. Nhìn đây nhà cũng rất sạch sẽ. Em Bi cũng rất sạch sẽ con không? Bác của anh chị. Em Bi hối mình tắt không có con bác của anh chị ngộ thiệt nha. Mình quan tâm sự một chút đi, chắc này còn sớm mà. Chắc này còn nắng. 3 giờ đi ăn uống là giờ luôn. Thường làm đi ăn quán nào? Đi chơi không hả? Rồi đó chơi với ai rồi đó? Đi mình hả? Đi mình sợ nó bắt cóc sao? Không luôn hả? Thì gì gớt thì chống lụm lên đi Bi. Cái máy gọn gàng vô. Hiện tại Bi có mấy thùng nước con bác không chị? Ngôi nhà hoang này nhìn rất là hoang tàn và sơ sát luôn nha. Trời mưa nghe Bi nói trời mưa là giọt xuống của con bác của anh chị ở ngủ không được đó. Ở trên to nó trên là nó lủng hết rồi nè. Ngấu nhanh lủng hết rồi. Mấy cái mấy chai nước này em mua rồi Bi. Thấy không? Bi dùng còn thì nhiều quá của con bác của anh chị. Nhìn rất là dốc, rất là nhiều còn. Thì hôm nay mình xuống đây để mình chia sẻ một vai rộng rãi cho tất cả các con chú và anh chị cùng biết nha. Hoàn cảnh của Bi này cũng rất là khổ luôn. Là hiện tại thì em ấy ở có mình. Mẹ thì ở bên cặp bên kia. Mà không có ở chung với con bác của anh chị. Thì hiện tại Bi trang điểm nè. Nhìn trang điểm cũng rất là xinh xắn luôn con bác của anh chị. Thì mấy bữa trước mình cũng đi ngoài đường gặp Bi ngoài đường nhìn rất là dễ thương. Sau đó thì mình quay lên mạng xã hội là chia sẻ một clip để mà cho tất cả các cô chú và anh chị xem đó. Thì có cô chú anh chị nói Bi dễ thương lắm, muốn giúp đỡ Bi vậy đó. Thì hôm nay mình xuống tìm hiểu thử hoàn cảnh Bi như thế nào. Những con bác của anh chị. Đây mùng của em. Thường em vô nằm sao đâu? Nằm ngủ đấy nè. Sáng ngủ mấy giờ mới thức? Bình thường mấy giờ mới thức? Anh đâu lại đây ạ? Anh với Bình Dương nè. Bình Dương chỗ nào? Em đó cũng với Dương Bình nè. Bình Dương này ngay chỗ mà trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương đó, ngay công viên nước đó, dưới lớn đó. Cũng dưới đó em ở dưới mẹ về. Học dưới hả? Ừ, nhưng mà đi làm cái gì về đâu rồi. Đó làm ty nào? Làm gì dưới? Làm đi làm đó. Mà mấy tháng về. Làm mấy tháng này về hả? Giờ sao không làm nữa mà về ổn vậy em? Về đây rồi sao? Rồi, tiền bạc đem xài. Tiền không có tiền. Không có tiền luôn hả? Thế nhà không đâu có tiền xài đâu mà. Mình thấy còn trẻ mình gắng làm lên để có tiền cho nội khỏe em. Ở đây là em có nấu cơm được ăn không? Có. Ai nấu cho em ăn? Thích ăn lắm.
Sống nhưng sống sinh hoạt em từng ngày sao? Đúng vậy hả? Có hình đây nè, chụp hình đây nè. Cái này đồ này em mua hả? Hay là mẹ mua? Anh mua hả? Em thích thích bạn đồ đỏ phải không? Hảo cũng thấy bạn đồ đỏ này, có bạn đồ đỏ nè. Bữa anh quay clip gặp em đường Nguyễn Linh đó, không nhớ hả? Em ngồi chân đó đó ngoài xe cậu nguy hiểm quá mà. Bữa làm vô cái thuốc tê mua cái dây cộn nhớ không? Lớn hả? Thấy anh lớn hả? Không nhỏ là không thấy phải không? Bữa đó em đợi ai mà đó? Đi chơi hả? Từ đây lỗi lúc mà đó. Đây nó lỗi đó nó xa không? Tiếng họ tới không? 15 phút rồi. Thì 15 phút lần hả? Đi bộ chứ không đi xe hả em? Em cũng xiên rồi ha. Từ đó là bộ tới rồi đó. Mà đi đó lỡ nó bắt cóc đi sao? Bữa nào đi mình nguy hiểm lắm nha. Ở nhà đi mình nó bắt cóc nó bán luôn xong luôn á. Cái này em trang điểm, tự em trang điểm là sao? Có đâu, đi chơi nào vậy? Đi chơi nè, làm đẹp vậy đúng không? Mấy cái bông sổ mũ này sao baby? Trang trí này nè. Đó gì? Em sổ hả? Đẹp đi chơi. Thôi có mình em đứng như là bí đứng rồi. Đứng qua em hỏi thăm em mà. Thì hiện tại thì mấy cái thùng nước của Bi để mà tắm rửa của con, cô bác, của anh chị uống nước rồi nè. Đây bên trong cái ngôi nhà hoa này nhìn rất là quang sơ luôn nha. Trời mưa là tạt trước của con, cô bác, của anh chị. Leo đâu em? Được chứ. Làm gì đó dựng hả? Biết chứ, muốn dựng đó phải không? Dựng. Dựng đó làm sao đừng cho mưa tạt cái gì? Thì hiện tại Bi nhờ mình là dựng mấy tấm tôn lên với con bác với anh chị. Mấy tấm tôn này đó hả? Dạ em cầm đi, anh lấy này, anh đứng lên anh dựng cho. Nó cột đâu? Ừ, nó cột cái đó rồi. Có cái kèm không? Mượn kèm hay có không? Cái này mình tháo nó ra. Tháo ra mình dựng lên. Tôn mới mới được hả em? Dựng lên đó hả? Thì hiện tại mình đến đây thì bê nhà mình dựng mấy tấm tôn lên ở nhà đừng cho giọt mưa đó của con bác của anh chị. Mấy tấm tôn nè. Che nắng che mưa cho em, nó giọt. Mưa đêm ngủ không được đúng không em? Mưa không được phải không? Cứng quá à. Này phải chiều vào xuống đây kêu nó cọc được rồi đó. Được không? Không được luôn hả? Để anh quay đây thử leo nó dễ không? Rồi đây có mấy tấm tôn mà không ra. Không ai đưa tôn kìa, mình kéo nó qua đây thấy vậy? Thế này khu vực bên ngoài đó con bác cũng gì? Thì hiện tại Bi nó cần mấy tấm tôn để mà che nắng che mưa cho cô. Cho em đây nè. Đây là bên ngoài nè. Đây có mấy tấm tôn mà đang rớt đây em? Không luôn hả? Trời ơi, đây đập gạch đập trơn luôn nè. Bây giờ ở đây rất là sạch sẽ luôn con bác của anh chị. Đây khu vực bên ngoài nè. Đây là đồ đạp của Bi nè. Buộc nè. Này đổ ai Bi của em luôn hả? Cười cái
cười rất dễ thương của cô bác anh chị. Thì thuyết trình là kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị quan tâm cái đoạn video này. Nhớ cho mình một like, một chia sẻ để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Mình chân thành cảm ơn tất cả các cô chú rất nhiều nha.